Ngày 29 tháng 2, Công an Đà Nẵng thông tin, Công an quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng vừa làm việc với 3 người giả danh tu sĩ, lợi dụng lòng hảo tâm của các nhà chùa trên địa bàn thành phố và các tỉnh phía Nam để xin tiền. Theo đó, vào khoảng 9 giờ cùng ngày, tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Công an quận trên phát hiện một nhóm 3 người có biểu hiện nghi vấn giả danh tu sĩ nên đã mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, những người này được xác định là Nguyễn Minh Quang, 40 tuổi, Võ Duy Nhâm, 42 tuổi, Phan Văn Tài, 43 tuổi, cùng trú tại huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Bước đầu, những người này khai giả danh tu sĩ từ tỉnh Nghệ An và thành phố Đà Nẵng, một số tỉnh phía Nam và đến các chùa xin ăn. Cả nhóm sử dụng ô tô biển kiểm soát 37A để đi lại. Nhóm người này còn mang theo nhiều chứng điệp quy y không do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp và sử dụng ô tô loại 5 chỗ làm phương tiện di chuyển. Công an đã theo dõi nhóm người này, phát hiện các chứng điệp quy y không phải do Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp. Hiện Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục xác minh vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật. Theo luật sư Lê Trung Phát, giám đốc hãng luật sư Lê Trung Phát, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, người nào làm giả giấy tờ để giả mạo tu sĩ thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo nghị định 144 năm 2021 hoặc nghị định khác tùy thuộc vào loại giấy tờ làm giả, hoặc khởi tố vụ án hình sự về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo điều 341 Bộ luật hình sự. Thông qua sự việc này, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân cảnh giác trước các thủ đoạn giả danh tu sĩ để tiếp cận, lợi dụng lòng hảo tâm nhằm xin tiền hoặc thực hiện các hành vi trái pháp luật khác.